Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi đang bán để thanh lý cho quý anh chị em và các bạn 4 cái mẫu xe Tucson hiện tại đang có mặt tại cửa hàng của chúng tôi tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì cái chiếc xe đầu tiên thì tôi có thể giới thiệu đến cho quý anh chị em và các bạn, đó chính là mẫu xe Tucson 2.0 sản xuất năm 2012. 2.0 2012, các bạn nhé. Đây, cái mẫu xe này màu trắng nhé, màu trắng 2.0 sản xuất năm 2012. Đây các bạn nhìn này, 2.0 2012, máy xăng nhé, bản đặc biệt các bạn lại có cửa sổ nóc, à cửa sổ trời đầy đủ hết các bạn nhé. 2.0 2012, chúng em tháo 2.0 2012, đây là rất đẹp. Đây nhìn này, đấy, tháo ra làm lại vô lăng một tí. Thì cái mẫu xe này chúng tôi đang chào bán là 555 triệu. Mẫu xe thứ hai thì là mẫu xe Hyundai Tucson 2.0 bản đặc biệt 2013, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Đây, nhập khẩu nguyên chiếc đây. Xe thì đi rất là ít, đi khoảng tầm chưa đến chục vạn. Biển tỉnh các bạn nhé, biển tỉnh. Đây, biển tỉnh. Năm đuôi 58, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn này, Hyundai Tucson. Trang thiết bị phụ kiện này được thiết kế là full phè các bạn nhé. Đấy, thiết kế full phè. Đấy, xe này thì đang chào bán là 595 triệu. 595 triệu các bạn nhé, 595 triệu. Rồi, chúng ta có thêm Hyundai Tucson, Hyundai Tucson 2014 các bạn nhé, 2014. Đây các bạn nhìn này, 2014, xe này thì lốp còn nguyên bản theo xe các bạn nhé, toàn bộ 4 lốp còn nguyên bản theo xe, rất là đẹp. Này, 4 lốp còn nguyên bản theo xe các bạn ạ, 4 lốp còn nguyên bản theo xe, 2014. Đây các bạn nhìn này, xe được lên đầu DVD, camera lùi, engine start up đầy đủ hết rồi, điều hòa tự động các bạn nhé. Ghế da còn rất là mới các bạn nhỉ, chất liệu ghế da rất là mới. Xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 638 triệu các bạn nhé, 638 triệu, 2014. Và chúng tôi đang còn một con xe Tucson màu đen sản xuất năm 2011 mới đi được có 3.7 km các bạn nhé, 3.7 km, đang chào giá là 495 triệu các bạn nhé, 495 triệu. Xe biển tỉnh. Như vậy tổng kết lại, chúng tôi hiện tại đang có 4 xe Tucson, một con xe Tucson 2011 bản full 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc 2011 mới đi được 3.7 km, đang chào 495 triệu. 2012 màu trắng thì chúng tôi đang chào bán với giá là 565 triệu. 2013 chúng tôi đang chào bán với giá 595 triệu. Đấy, và 2014 thì chúng tôi đang chào bán với mức giá là 638 triệu. Giá thì vẫn có thể thương lượng được nếu anh chị em nào đến trực tiếp ở showroom số 10 Thành Thái ở công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chúc anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.